Rồi, chào tất cả anh em nha. Hôm nay tiếp tục lên sóng giao lưu anh em một tác phẩm dúi mẫu tử tình thâm nha anh em. Phôi này nặng 3 người bê nha anh em. Phôi này có cái hành gốc là 155 và chiều cao cũng là 155 nha anh em. Cây nặng khoảng tầm 120 kg nha anh em nha. Chính giữa thì có ôm rất là nhiều viên đá nha anh em, tạo lên những cái đường cây cổ kính nha anh em nha. Này là một cái lỗ lúa nha anh em, này là lỗ lúa này. Vô rút cả, vô rút cái sợi dây trong kia ra cho mày em cái. Nè, qua đây kìa. Một phôi dúi mẫu tử nha anh em nha. Đường thân cốt thì ôm rất là nhiều viên đá này anh em. Đó. Cây thân chính lúa thép âm thân nè, cái lúa của nó rất đẹp nha anh em, lúa xanh. Cuốn mép rất là mạnh nè, lúa này. Một cây dúi mẫu tử nha anh em. Một bề dúi mẫu tử. Nành khoảng tầm 120 kg nha anh em nha. Anh em nào hợp thì liên hệ nha anh em. Chào anh em.